Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái tính năng mới có trong giải pháp SQL Analytics. Cái tính năng đó là chúng ta sẽ tạo ra những cái bản vẽ IO POC một cách tự động, đúng không ạ? Đối với những anh em thường xuyên làm trong lĩnh vực tủ điều khiển, cái việc mà xây dựng như thiết kế những cái bản vẽ cho cái sơ đồ IO của PLC thì rất là thường xuyên, đúng không ạ? Thường thì chúng ta sẽ phải insert những cái symbol của PLC ra bản vẽ này, xong rồi chúng ta sẽ insert những cái tiếp điểm, những cái sensor cũng như công tắc cho tương ứng cùng từng với cái đầu vào ra của PLC, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ vẽ những cái wire kết nối đó đối với đầu vào ra, đối với các sensor. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt những cái mô tả cho các IO, đúng không ạ? Nhưng mà đối với SQL Analytics thì cái việc này thì phần mềm sẽ hỗ trợ chúng ta một cách hoàn toàn tự động. Chúng ta chỉ cần một câu lệnh insert là chúng ta có thể tạo ra một cái sơ đồ IO POC đầy đủ như thế này, đúng không ạ? Rồi, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta tạo ra những cái sơ đồ IO của POC hoàn toàn tự động. Mình sẽ mở một cái project mới. Mình sẽ tắt cái project này đi. Đây, chọn new, chọn yes, ok. Ok, vậy là mình vừa tạo ra một cái project mới ở đây, đúng không ạ? Rồi mình sẽ thêm hai cái sơ đồ bản vẽ cho PLC, một cái cho input và một sơ đồ cho output. Rồi 5 6 sẽ đặt là input. Đây mình sẽ là show bản vẽ cho output PLC. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào menu Electrical Project, chúng ta vào PLC. Ở đây thì chúng ta sẽ add cái PLC vào trong project của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn đến cái mã PLC mà chúng ta sử dụng cho dự án nhé. Chúng ta sẽ vào filter và chúng ta sẽ lọc cái manufacture path. Mình sẽ sử dụng cái PLC S7200 của Siemens, thì mình sẽ filter đến cái PLC này. Đây mã nó đây. Đó. Mình lựa chọn và mình add nó vào project của chúng ta, đúng không ạ? Đó, mọi người có thể thấy các chân nó đây. Rồi, ok, chúng ta sẽ đặt nó ở đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào phần input, output. Rồi, ở đây thì mình sẽ thêm cái function. Mình sẽ đặt cái function đây là input. Ok. Mình thêm một cái function nữa là output. Rồi. Ở đây thì mình sẽ thực hiện những cái chân input, output của PLC. Rồi. Đây, input thì mọi người có thể thấy ở đây bên này. Mình sẽ lựa chọn
khoảng 4 chân input ở đây. Mình sẽ add vào cái function input ở đây. Rồi. Chúng ta sẽ vào đây, ta sẽ lựa chọn insert. Rồi, chúng ta vừa insert nó vào đây rồi. Tiếp theo là chân output, mình sẽ cũng sẽ lựa chọn bốn cái chân output bên này. Mình add vào cái function F3 này. Mình sẽ add macro, ok. Rồi, hiện tại là mình vừa đã add 4 input và 4 output ở đây. Bắt đầu mình sẽ thêm mô tả cho 4 cái chân input này. Mình sẽ vào data grid. Ok. Đó, mình sẽ đặt cái mô tả ở đây, ví dụ như là signal 1 này, tín hiệu 1 này, signal 2. Khi mà chúng ta đã list được những cái danh sách input output của PLC ra file Excel ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể copy từ file Excel vào đây sẽ nhanh hơn khi chúng ta phải gõ bằng câu như này, đúng không ạ? Rồi, ok. Mình đã thêm xong 4 cái mô tả ở đây rồi. Hiện tại rồi, mình sẽ click vào ok. Rồi. Và tương tự đối với 4 chân da của cái PLC thì mình cũng đặt mô tả nó vào. Và hoàn toàn mọi người cũng trước khi chúng ta lên dự án thì chúng ta cũng có những cái bản mô tả ra file Excel, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể copy từ file Excel paste nó vào đây để nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, ok. Rồi, sau khi đã tạo xong các chân input output thì bắt đầu mình sẽ thực hiện cái việc đăng ký liên kết những cái chân mạch input của PLC vào cái chân input output mình vừa tạo, đúng không ạ? Đó, bây giờ mình sẽ lựa chọn đến các chân E0, E1, E2, E3. Rồi, mọi người giữ tăng trôn để chúng ta sẽ lựa chọn nhé. Lựa chọn từng cái chân. Rồi, sau khi lựa chọn đủ 4 chân input thì mọi người vào phần Associate IO. Rồi, vào đây thì mình sẽ lựa chọn đến 4 cái chân input mà mình vừa tạo ra đây, đúng không ạ? Mình sẽ chọn Select. Ok. Mình sẽ chọn ok đó, mọi người có thể thấy là các chân input của PLC này nó sẽ tự động liên kết đến cái những cái chân input mà chúng ta vừa thiết lập, đúng không ạ? Có mô tả ở đây này, có function này đó, và có cái macro chúng ta đăng ký ở đây. Rồi, tương tự chúng ta sẽ đăng ký cho những cái chân output. Rồi, đây, output chân 0, 2, 3, 4, ok. Mình cứ save vào associate. Rồi, mình save vào cái function F3. Và chúng ta cũng sẽ lựa chọn 4 cái output này. Là chọn select, chọn ok. Ok, đúng không ạ? Rồi, vậy là chúng ta vừa thực hiện đăng ký xong những cái chân input output của cái PLC chúng ta được chọn đến cái chân output chúng ta thiết lập, đóng flow lại. Rồi, ở ngoài sơ đồ bản vẽ thì chúng ta sẽ thực hiện insert. Mọi người vào schematic, rồi chúng ta sẽ lựa chọn insert PLC. Chúng ta sẽ lựa chọn đến cái PLC có sẵn mà chúng ta vừa lựa chọn, đúng không ạ? Ok, ta sẽ chọn vào N1, chọn select. Rồi,
đây chúng ta sẽ lựa chọn đến hai cái kiểu cấu hình, đó là kiểu 12 chân hoặc là kiểu 14 chân trên một sơ, 16 chân trên một sơ đồ bản vẽ, đúng không ạ? Thì đây mình sẽ chọn kiểu 16 chân trên một trên sơ đồ bản vẽ. Rồi. Ok, thì nó sẽ tự động tích cho chúng ta đủ 16 cái chân IO của PLC ở đây, và nó sẽ paste ra đây cho chúng ta. Đó. Ở đây mọi người chú ý là chúng ta sẽ lựa chọn cái insert macro nhé, chúng ta sẽ tích vào đây, tích vàng nó lên. Rồi thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta insert PLC nó sẽ tự động kẹp cho chúng ta những cái công tắc, những cái sensor mà chúng ta đã thiết lập, đúng không ạ? Để cái việc thiết lập macro này thì ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho mọi người, đúng không ạ? Rồi đây thì mình sẽ cái tùy chọn này sẽ là cái hướng nhé. Đó. Chúng ta sẽ muốn đặt hướng nó lên trên hay là hướng nó xuống dưới thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn. Rồi mình sẽ đặt hướng như này và mình sẽ paste nó ở vị trí này. Ok, mình sẽ kích vào. Đó. Rồi. Ok. Mọi người có thể thấy là mình chỉ cần một click là một cái sơ đồ input của PLC đã tạo ra chúng ta, đúng không ạ? Bao gồm có sinh của PLC này, đúng không ạ? Chân IO này, mô tả tín hiệu này, và có các sensor nó sẽ tự động kết nối đến các IO của chúng ta, đúng không ạ? Đó là cách để chúng ta tạo cái bản vẽ IO PLC tự động. Rồi thứ tự đến sơ đồ của phần output thì mình cũng làm tương tự. Ok, mọi người cũng vào insert, chúng ta sẽ tiếp tục lựa chọn đến cái PLC N1, đúng không ạ? Chúng ta có thể bỏ tích những cái chân input đi, mà chúng ta sẽ chỉ lựa chọn đến cái chân output thôi, đúng không ạ? Ok, người thể tích vào đây. Rồi chúng ta sẽ paste nó vào đây. Ok, các chân còn lại chúng ta không sử dụng đến thì chúng ta không cần phải insert nó ra, ta chỉ cần insert những cái chân mà chúng ta sử dụng thôi. Đấy, mọi người có thể thấy là đây là cái sơ đồ của cái output PLC mình đã insert, nó hoàn toàn tự động, sẽ tự động nối các quận coil của công tắc tơ hoặc là relay ở đây, đúng không ạ? Đó, mà chúng ta không cần phải thực hiện insert symbol của PLC, xong rồi chúng ta lại insert các symbol quận coil ra rồi chúng ta lại kết nối wire nữa, đúng không ạ? Với số gỗ electrical thì cái việc này sẽ hoàn toàn tự động, chúng ta chỉ cần mất thời gian chúng ta thiết lập trong cái cấu hình của PLC thôi, đúng không ạ? Và đây là cái video để mình giới thiệu mọi người những cái tính năng tạo bản vẽ input output PLC một cách tự động. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.